Kính chào quý vị và các bạn. Tiếp theo khóa học hướng dẫn sử dụng phần mềm Agit Pro, hôm nay tôi xin hướng dẫn các bạn đó là chức năng label hiển thị nhãn ở trong phần mềm nha. Rồi bắt đầu tôi vào thực hành luôn nha. Đây, ta có người như này. Bây giờ ta muốn hiển thị nhãn đó, ta chọn ở đây nè, những label này thấy không? Rồi bấm vô. Đó, đây nè, nó hiển thị này, thấy không? Nhãn thấy không? Rồi thứ hai nữa, tắt này. Đó. Cái này ta chọn trường thì ta chủ, thì hiển thị chủ nha. Nếu chọn trường khác thì khác. Rồi thứ hai là cỡ chữ, đây bấm vào đây muốn chữ gì đây hiện ra nè, đó thấy không? Rồi đây đó nha. Rồi đây màu chữ đó, còn đây là kích thước chữ đó, còn đây cái gì này? Chọn phông chữ nha, còn đây là cái vùng nữa nè, nó đi nó chạy theo vùng nào đó. Rồi nó chọn đây đó, đây còn nhiều nữa nè đó. Rồi còn đây là bao tắt mở nha. Đây các bạn cứ nghiên cứu cái này hết các bạn. Còn cái này là công thức đó, nên nhập công thức cho nha, mấy cái này để sau này mình nhập riêng cái phần bài của nó nha. Rồi cảm ơn các bạn đã nghe, chúc các bạn thực hành thành công nha.